Nhà dân gửi bán một ngôi nhà xây dựng cuối năm 2019, đầu năm 2020, vị trí tại La Phù, Hoài Đức. Xin chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Anh sẽ quay một căn nhà, nhà dân cần chuyển đổi công tác và nhờ bên Nhà Tốt bán giá trị hơn 2 tỷ. Hướng nhà chính đông, thiết kế của ngôi nhà 4 tầng, diện tích 30m, vị trí tại La Phù, Hoài Đức. Mặt tiền của ngôi nhà 3m96, với cái phần trước cửa của ngôi nhà được 2m và cách với đường ô tô đi lại khoảng tầm 100m. Đầy đủ tiện ích xung quanh chợ trường phường Trạm, gần với khu đô thị Galesimco Lê Trọng Tấn, phù hợp cho quý vị nào đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Hoài Đức và đi làm theo cung đường đại lộ Thăng Long. Mời người theo em vào khám phá cụ thể ngôi nhà. Thiết kế cũng được xây dựng mấy năm, chủ nhà ở có lộc cho nên chuyển đổi. Và với cái thiết kế của ngôi nhà thì cũng còn tương đối làm mới nha mọi người. Cửa chính thiết kế hai lớp, bên ngoài sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Với cái ngôi nhà này thì quý vị có thể dọn đồ về ở ngay, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn. Nhà có sao thì em quay review chuẩn chỉnh cho quý vị là như vậy. Gạch lát nền, kích thước gạch 60-60. Đó. Thiết kế của ngôi nhà như sau. Tầng 1, phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Thì đây là phần toàn bộ không gian tủ bếp của ngôi nhà. Thiết kế đầy đủ, tiện nghi. Tủ bếp thiết kế toàn bộ là tủ gỗ, xung quanh bếp thì ốp kính, ốp bếp, phụ kiện bếp. Nói chung là với những cái nhà mà nhà dân đã ở rồi và bán thì Ngọc Ánh sẽ chỉ quay tất cả những thứ hiện trạng ở trong ngôi nhà có cho quý vị nha. Nhà thì nếu như mà cảm nhận cá nhân của Ngọc Ánh thì còn tương đối là mới mọi người ạ. Và tầng 1 thiết kế thêm một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới. Đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. 30m2, xây 4 tầng, công năng sử dụng ra sao? Toàn bộ hệ thống cổ trụ, tay vịn cầu thang thiết kế là gỗ, khá là chắc chắn. Mặt bậc thì là ốp đá granite. Và với cái ngôi nhà diện tích chỉ có 30m, nhưng mà được phần mặt tiền gần 4m. Gỡ lại mọi người ạ, mặt tiền tương đối là thoáng. Và trong cái ngõ này thì hiện tại chỉ có 3-4 nhà sử dụng, cho nên là cũng rất là tiện. Mời người theo em lên khám phá tiếp theo của ngôi nhà. Và trên phía tầng 2 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị một phòng vệ sinh, một phòng ngủ. Hành lang đi vào trong phòng ngủ tương đối là rộng. Đây là thực tế phòng ngủ ở phía bên ngoài. Hướng này thì tương đối là mát mọi người nha. Đó. Chủ nhà để lại rèm cửa này. Thế thôi, còn vẫn có đầy đủ ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa cho quý vị. Đứng từ vị trí ngôi nhà này có thể nhìn thấy khu đô thị Galesimco Lê Trọng Tấn mọi người nha. Cho nên là vị trí đi ấy, thì nó chỉ khoảng tầm hơn 1 cây là ra tới đó. Đi lại tiện ích. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Xây dựng từ năm 2019 đấy nhưng mà rất là ok, ổn mọi người ạ. Đây, phòng vệ sinh sử dụng cho. Với cái phần phòng vệ sinh này thì tương đối là đầy đủ. Và cái đồ thiết bị vệ sinh thì nó cũng sử dụng rồi. Cho nên là nếu như quý vị nào có thích thì về, không thích sử dụng đồ cũ thì mình có thể thay thế bằng đồ mới. Mời người theo em lên tầng 3 của ngôi nhà nhé. Và đây là phần tầng 3 của ngôi nhà. Với phần tầng 3 thiết kế cho quý vị cũng như tầng 2, một phòng ngủ, một phòng vệ sinh. Đây là phần phòng ngủ ở phần tầng 3. Nói chung căn nhà này hậu cũng như là mặt tiền mặt hậu nó vuông vắn, nở hậu, nằm ở trong khu dân cư tương đối là đông. Từ vị trí này thì gần với chợ La Phù, gần với lại trường mầm non, tiểu học, đi lại tiện ích, nếu như mà con cái tiện ích xung quanh rất là đầy đủ. Phòng vệ sinh ở tầng 3. Với cái phần phòng vệ sinh này thì cũng đầy đủ công năng sử dụng cho quý vị. Quạt hút mùi này, hệ thống sen tắm này, bồn cầu. Và mời người theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Trên phía tầng 4 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo đó trên tầng 4 thiết kế công năng sử dụng một phòng riêng. Phòng này thì quý vị có thể làm phòng thờ, phòng làm việc tùy mục đích công năng, phần còn lại sân phơi. Đây, đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Sân phơi tương đối rộng, thoáng. Nhà có sao thì em review cho quý vị như vậy. Giá bán hơn 2 tỷ. Và mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin, liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.